Thưa quý vị, mặc dù số ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng tại nhiều địa phương, nhất là ở nhóm trẻ nhỏ, tuy nhiên thì phần lớn các ca mắc đều có diễn biến nhẹ và được điều trị chăm sóc tại nhà. Theo các chuyên gia y tế, số ca mắc tăng nhưng ở thời điểm hiện tại, tâm lý của các bậc phụ huynh cũng như là kiến thức về chăm sóc điều trị cho trẻ khi bị nhiễm COVID-19 dường như là đã tốt hơn và tỷ lệ các cuộc gọi đến đường dây nóng nhờ hỗ trợ cũng đã giảm đáng kể so với thời điểm là 2 tuần trước. Các cuộc gọi đến chủ yếu chỉ để tư vấn xử trí khi trẻ mắc COVID-19 bị sốt cao mà không hạ. Gia đình này có 4 người cùng mắc COVID-19, trong đó có 2 con nhỏ. Điều đáng nói là cả 2 đứa trẻ đều sốt cao, nhưng hạ sốt không được, khiến cả nhà vô cùng lo lắng. Tôi rất là lo lắng khi biết cháu mình bị nhiễm COVID. Cháu sốt 2-3 ngày toàn 38-39 độ, mà cháu lại chưa tiêm vaccine. Con mình lúc sốt đến 39 độ, thì dù không phải lần đầu tiên phải sốt cao như vậy, nhưng mà với những trẻ mắc COVID, mình cũng không biết là nó có khác gì với cả sốt bình thường hay không. Tại Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai, những ngày gần đây, tỷ lệ trẻ đến khám COVID-19 đã giảm nhiệt. Chủ yếu chỉ có những trường hợp trẻ F0 có triệu chứng nặng và trẻ đến khám hậu COVID-19. Theo các bác sĩ, một phần là do các bậc cha mẹ đã nắm được kiến thức điều trị cho trẻ, nên cũng yên tâm để trẻ điều trị tại nhà. Trước đây 2 tuần, thậm chí đến 3 tuần, thì cái việc mà gọi điện đến là rất là nhiều, thực sự là rất nhiều. Trong những cái cuộc giao ban của chúng tôi, rất là nhiều cuộc điện thoại liên tục. Cuộc điện thoại này chưa trả lời xong đã có cuộc điện thoại khác đến, thì nhiều khi chúng tôi cũng không thể trả lời hết được. Sau khi mà có những cái sự chia sẻ và có những cái phổ biến kiến thức từ Bộ Y tế, từ các cái cơ quan chăm sóc sức khỏe trẻ em và kể cả của trung tâm chúng tôi, thì hiện tại thì cái lượng mà gọi điện đến để tư vấn và cũng hỏi bệnh thì nó cũng có giảm đi rõ rệt. Thì đấy là cũng là một tín hiệu mừng, tại vì cái cộng đồng của chúng ta đã bắt đầu có những cái chia sẻ và có những cái kinh nghiệm để chăm sóc các cháu bị COVID. Thống kê cũng cho thấy, phần lớn các trẻ mắc COVID-19 gặp phải biểu hiện sốt cao, khó hạ khi dùng thuốc. Đây là điều khiến các bậc phụ huynh cảm thấy lo lắng nhất. Tuy nhiên, các cha mẹ cần bình tĩnh để xử trí cho các bé theo đúng hướng dẫn. Cái đặc điểm sốt của đợt này là các cháu là sốt khá cao, mà cái nền nhiệt thì nó lại không hạ nhiều. Tuy nhiên là chúng tôi cũng phải, thứ nhất là cũng phải hướng dẫn gia đình. Thứ nhất, uống thuốc là phải theo đúng các cái chỉ dẫn, hướng dẫn của các nhân viên y tế hoặc là theo các hướng dẫn của các cái tờ mà chăm sóc sức khỏe của các cơ sở y tế của nhi khoa. Còn thứ hai là sau đó là chúng tôi cũng động viên gia đình ngoài các biện pháp như là uống nhiều nước này, có thể cho con mặc thoáng này, phòng cũng phải thoáng hơn, và thứ hai là theo dõi về cái dinh dưỡng và cái hoạt động của trẻ. Còn có những cái gì đặc biệt chẳng hạn như là cháu ly bì hơn này, nôn nhiều và nôn bất cứ những thứ gì mà chúng ta đưa vào. Cái thứ ba là nó có co giật hoặc là nó thở nhanh, theo đúng các cái tỷ lệ mà chúng tôi đã hướng dẫn rồi thì đề nghị phải đến các cơ sở y tế để khám chữa và cấp cứu ngay. Các bác sĩ cũng khuyến cáo trong trường hợp trẻ là F0 được điều trị tại nhà, cha mẹ cần chăm sóc và quản lý trẻ chặt chẽ, bởi trẻ chưa biết cách tự chăm sóc bản thân, nhiều trẻ nhỏ chưa biết nói, chưa biết thể hiện những khó chịu của cơ thể. Các bác sĩ cũng khuyến cáo cha mẹ cần quan sát kỹ lưỡng, nếu con có biểu hiện nặng, cần đưa trẻ đến ngay các bệnh viện được phép điều trị F0 để được cấp cứu kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm này số F0 điều trị tại 3 tầng đã vượt thời điểm tháng 12 của năm ngoái. Tuy nhiên thì số ca thở máy xâm lấn và tử vong vẫn ở mức thấp. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện hồi sức COVID-19 lớn nhất Việt Nam đặt tại cơ sở 2 bệnh viện Ung bướu thành phố Thủ Đức cũng đã chính thức ngưng nhận bệnh nhân từ ngày hôm qua. Bệnh viện hồi sức COVID-19 đã được thành lập từ tháng 7 năm ngoái với quy mô là 1.000 giường, chuyên tiếp nhận điều trị hồi sức cho bệnh nhân COVID-19 ở mức độ nặng và nguy kịch, có quy mô lớn nhất của cả nước. Giai đoạn cao điểm, bệnh viện đã điều trị cho hơn 700 bệnh nhân, góp phần quan trọng vào việc cứu chữa, hồi sinh cho người mắc COVID-19. Dù bệnh viện hồi sức COVID-19 ngưng nhận bệnh nhân, nhưng ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì bệnh viện dã chiến và các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 của quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Trong đó vẫn có 6 bệnh viện được giao nhiệm vụ là duy trì giường hồi sức để điều trị người bệnh, là bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14, số 16, bệnh viện dã chiến đa tầng Tân Bình, bệnh viện quân y 175, bệnh viện bệnh nhiệt đới và bệnh viện Chợ Rẫy.
Dù đã có vaccine phòng ngừa nhưng COVID-19 vẫn rất nguy hiểm đối với người già, người có bệnh lý nền và đặc biệt là với các sản phụ. Tuy nhiên thì có một thông tin tích cực là hiện nay một số bệnh viện tuyến đầu đã mạnh dạn đưa vào ứng dụng kỹ thuật ECMO giúp hồi sinh nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 nặng, níu giữ mạng sống cho cả mẹ và con, giúp giảm thiểu nỗi lo cho những bà mẹ không may mắc COVID-19 giữa thai kỳ. Không còn nằm bất động trên giường với hàng loạt thiết bị, máy móc hỗ trợ, sau những ngày hồi sức tích cực bằng kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể ECMO, tình trạng hô hấp và suy tim của các sản phụ này đã dần cải thiện. Giờ đây, các bệnh nhân này đã có thể tiếp xúc, trao đổi ngắn gọn với các y bác sĩ, nhìn được màn hình điện thoại để liên lạc với gia đình. Thì lúc ống thở xong, thì có một bác sĩ đem hình con đến để cho coi. Thì lúc đó cảm giác rất là xúc động á. Bị mắc COVID-19 khi đang trong thai kỳ, chị Giang là một trong rất nhiều những thai phụ không may chuyển nặng, rơi vào tình trạng suy hô hấp, nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch. Nhưng rất may, chị đã được các bác sĩ chuyên khoa chữa trị cùng với sự hỗ trợ của công nghệ ECMO nên qua khỏi. Niềm vui càng nhân lên khi con chị được chào đời khỏe mạnh trong hoàn cảnh mọi hy vọng dường như sắp tắt. Tên vợ và tỉnh rút được ống nội khí quản là em và gia đình, nhưng mà rất là mừng, cảm giác giống như là có cái phép màu xảy ra. Được biết ECMO là kỹ thuật cao nhất của chuyên ngành hồi sức tích cực, còn gọi là phương pháp tim phổi nhân tạo thông qua màng ngoài cơ thể để oxy hóa máu, giúp phổi của bệnh nhân có thể sống và vượt qua được thời gian phổi đang bệnh. Chờ phổi lành mới có thể cứu sống được bệnh nhân. Nó giống như là một cái bộ máy mà nó thay thế cho phổi và một phần thay thế cho tim khi mà phổi không còn hoạt động được. Sau khi điều trị bằng phương pháp ECMO, người bệnh đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, có cơ hội được sống tiếp. Và đã có rất nhiều sản phụ, thai nhi đã vượt qua lằn danh sinh tử, trở về với vòng tay của người thân. Cô ấy khóc trong hạnh phúc và đứng trước cái cảm giác đó của em cũng rất vui và cũng muốn khóc theo cùng với sản phụ vì mình đã làm được một cái gì đó cho họ. Và em rất tâm huyết một câu đó là trong sản khoa của em có một câu rất hay, đó là cứu được người vợ và cứu được người mẹ là coi như cứu được cả gia đình. Đến nay chưa có thống kê đầy đủ về số sản phụ và em bé được cứu sống trong đại dịch nhờ kỹ thuật tiên tiến ECMO nói trên. Điều đáng mừng là việc nhân rộng áp dụng kỹ thuật ECMO trong điều trị thai phụ mắc COVID-19 cũng là một giải pháp đem lại niềm hy vọng, giảm đi nỗi sợ hãi của những bà mẹ không may nhiễm bệnh khi đang mang trong mình mầm sống. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nam Định vừa phát hiện thu giữ 1.800 bộ kit test nhanh kháng nguyên COVID-19 do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, thì lô hàng đang chuẩn bị được đối tượng Phạm Xuân Tuyên, sinh năm 1992, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định giao cho khách mua. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận thấy nhu cầu sử dụng bộ kit test nhanh COVID-19 của người dân tăng cao nên đã liên lạc với một người bán que test ở tỉnh Phú Thọ mua về Nam Định bán để hưởng tiền chênh lệch. Mỗi bộ kit test của Phạm Xuân Tuyên nhập về với giá là 40.000 đồng, tổng cộng lô hàng 1.800 kit test nhanh kháng nguyên COVID-19 đựng trong 3 hộp, 3 thùng các tông. Trên bao bì có nhãn chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Đồng thời, đối tượng Phạm Xuân Tuyên cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số kit test trên. Trước tình trạng F0 phải rồng rắn xếp hàng để đi lấy xác nhận, thậm chí là nhiều người phải đi lại nhiều lần mới có thể là hoàn thiện được các giấy tờ để hưởng quyền lợi lao động. Hiện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã triển khai phần mềm hỗ trợ các thủ tục hành chính cho F0 với mục tiêu là giúp người nhiễm COVID-19 không phải đi lại trực tiếp mà chỉ thực hiện các thao tác online. Sau đó thì phần mềm sẽ tự động cập nhật các thông tin để hoàn thiện thủ tục hành chính cho người dân. Gia đình anh Tiến có tới 5 F0. Nhưng phải đợi chờ từ sáng đến gần trưa tại trạm y tế phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, nhưng vẫn chưa đến lượt để lấy giấy xác nhận. Sáng nay mình xếp hàng đợi rất là lâu, mình phải mượn một bộ ra ngoài để photo đấy. Đây, photo đang chép lại. Còn chị Mai, để có thể xin được giấy xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 để làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội, chị đã phải đi lại nhiều lần. Tôi xin giấy hưởng bảo hiểm xã hội á. Nghỉ được hưởng lương, mong muốn là được đơn giản hơn tại vì em cũng đi lại nhiều lần mới lấy được cái giấy này chị. Với những thủ tục hành chính rườm rà và phức tạp như hiện nay, không chỉ gây phiền toái cho F0, tiềm ẩn cả nguy cơ lây lan dịch bệnh khi tập trung đông người, mà còn làm cho cả hệ thống chính quyền sở tại và y tế cơ sở phải gồng mình để xử lý các thủ tục cho người dân. Như đối với huyện Mê Linh,
18 xã và thị trấn, dù đã thành lập thêm các trạm y tế lưu động chỉ để xử lý thủ tục hành chính cho các F0, nhưng công việc vẫn luôn quá tải. Công ty họ đòi hỏi rất là nhiều loại giấy, thế nên là đối với một bệnh nhân là chúng tôi quá tải là ồn ứ là không thể tránh được, và có những tình trạng là bệnh nhân là cũng phải 2 ngày mới lấy được cái giấy tờ đấy. Để giảm thiểu thủ tục hành chính cho người dân cũng như giảm áp lực cho chính quyền sở tại và y tế cơ sở, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã triển khai phần mềm hỗ trợ thủ tục cho các F0, trong đó có sự phối hợp của liên ngành để tích hợp dữ liệu của ngành y tế cũng như cơ quan bảo hiểm xã hội. Dự kiến tuần tới phần mềm này sẽ được triển khai. Và chúng tôi cũng có sáng kiến riêng của mình là tận dụng cái nền tảng phần mềm mà chăm sóc F0 tại nhà để phát triển phần mềm lên thêm những cái tính năng như là cho phép là trả 4 cái mẫu kết quả xét nghiệm này, giấy nghỉ ốm này, đơn thuốc này và giấy xác nhận khỏi bệnh này cho người bị F0 điều trị tại nhà qua mạng để cho giảm tải cái việc mà xếp hàng. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng chia sẻ thêm, phần mềm này được xây dựng trên nền tảng phần mềm quản lý F0 mà Hà Nội đang vận hành để đồng bộ dữ liệu với các thông tin của F0 trên đó. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ cho người dân như thế này không chỉ hướng tới mục tiêu phục vụ cho người dân tốt hơn, mà còn là những biện pháp để giảm áp lực cho tuyến cơ sở. Hiện giờ thì chúng tôi đã quán triệt toàn bộ địa bàn các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn là áp dụng công nghệ thông tin để mà có thể thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân mà người dân không phải tới các địa điểm hành chính để mà thực hiện những cái thủ tục này nữa. Dự kiến, phần mềm này có thể đáp ứng tải 10.000 lượt truy cập cùng một lúc và có thể lưu trữ được khoảng 10 triệu hồ sơ điện tử. Đây cũng chính là tiền đề để thủ đô xây dựng bệnh án điện tử cho người dân, tiến tới tích hợp vào cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, thực hiện mục tiêu công dân số trong chính phủ điện tử.